Đức Thánh Cha Francisco đã ra lệnh cho Đức Tổng Giám mục Georg Gaenwei, thư ký riêng và phụ tá lâu năm của cố giáo hoàng Benedicto, trở về quê hương Đức của ngài vào cuối tháng, mà không có bất kỳ nhiệm vụ mới nào, Vatican cho biết hôm thứ Năm. Một tuyên bố của Vatican đã chấm dứt suy đoán về vai trò của Gaenwei, một nhân vật quyền lực ở Vatican, trong hơn một thập kỷ trước, khi Đức Francisco loại bỏ ông ta sau một mâu thuẫn cá nhân trong giáo hội. Cựu giáo hoàng Benedict qua đời vào ngày 31 tháng 12, gần một thập kỷ sau khi ông từ chức vào năm 2013, là vị giáo hoàng đầu tiên làm như vậy sau 600 năm. Gaenwei đã 66 tuổi và việc một người ở độ tuổi tương đối trẻ và cấp bậc đó, không được giao nhiệm vụ là điều đặc biệt bất thường, khiến quyết định của giáo hoàng có cảm giác bị trục xuất. Tuyên bố hai dòng cho biết Đức Francisco đã sắp xếp rằng Gaenwei, 66 tuổi, trở về giáo phận Freiburg của mình trong thời điểm hiện tại. Gần như tất cả các thư ký của giáo hoàng trong quá khứ, hoặc đã được chỉ định lãnh đạo các giáo phận, hoặc được phong hồng y, hoặc được trao một số chức vụ cao cấp khác. Gaenwei còn thiếu 9 năm so với tuổi nghỉ hưu thông thường là 75 đối với các giám mục. Ông ấy đã gặp Đức Francisco nhiều lần trong những tháng qua, để thảo luận về tương lai của mình và đã có suy đoán trên các phương tiện truyền thông công giáo rằng, ông ấy hy vọng sẽ được giao nhiệm vụ ngoại giao với tư cách là sứ thần hoặc đại sứ tại một quốc gia. Gaenwei từ chối bình luận khi được Reuters liên lạc vào thứ Năm. Ông là thư ký riêng của Đức Benedicto từ năm 2003, khi Đức Benedicto còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, và đã ở bên ngài gần 20 năm, gần 10 năm sau khi Đức Benedicto từ chức. Trong cuốn sách có tựa đề Không có gì khác ngoài sự thật cuộc sống của tôi bên cạnh Đức Benedicto 16, và được nhà xuất bản của nó gửi cho các phóng viên, chỉ vài giờ sau khi Đức Benedicto được chôn cất vào ngày 5 tháng 1, Gaenwei đã làm rung chuyển Vatican khi mô tả những gì ông nói là căng thẳng trong khi hai người đàn ông mặc đồ trắng sống trong các bức tường của nó. Gaenwei và Francis bất hòa vào năm 2020, khi Gaenwei là trung tâm của một tình tiết lộn xộn liên quan đến vai trò của cựu giáo hoàng Benedict trong một cuốn sách về luật độc thân của linh mục, mà nhiều người coi là một cuộc tấn công vào chính quyền của Francis. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.